Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 22. Ai có được Ngự Long thần công sẽ có được thiên hạ, môn thần công này chính là giấc mơ tha thiết của vô số người luyện võ. Cho nên dù cho không có chút thù hận gì với Lý Trạch Vũ, nhưng tứ đại gia tộc cấp cao như gia tộc Hách Liên, Thượng Quan và gia tộc Tư Mã vẫn phất cao ngọn cờ muốn báo thù cho gia tộc Đệ Ngũ, tiếp đó liên thủ các nhánh lại đối phó với hắn. Thật ra mục đích thật sự của bọn họ chính là Ngự Long thần công trên người Lý Trạch Vũ. Lúc này lại nghe thằng nhãi này nói muốn chủ động giao thần công ra, Mạc Trung Đường liền hoài nghi có phải thính giác của ông ấy có vấn đề không. Tiêu Cửu Minh mở miệng ngăn cản, nói, thiếu gia Lý, có phải cậu điên rồi hay không? Lý Trạch Vũ tức giận nói, ông Tiêu, không biết nói chuyện thì đừng lên tiếng, ông xem tôi giống người điên hay không. Tuy Tiêu Cửu Minh không nói, nhưng biểu cảm trên mặt giống như đang khẳng định cậu thật sự điên rồi. Để cho tất cả họ đều được luyện Ngự Long thần công. Nghe Thường cũng rất tinh ý, nhận ra trong câu nói này của hắn còn có ẩn ý khác. Lý Trạch Vũ nhìn cô ấy bằng con mắt khen thưởng, sau đó lại nói với Mạc Trung Đường, ông Mạc, ông loan tin ra ngoài, nói là tôi đồng ý bán Ngự Long thần công cho bọn họ. Chỉ cần có tiền, ai cũng có thể luyện được. Cái gì? Khóe môi Mạc Trung Đường giật một cái, cậu chuẩn bị bán Ngự Long thần công hả? Đúng vậy. Vẻ mặt Lý Trạch Vũ nghiêm túc, nói, chỉ cần 100 triệu là có thể có được bản gốc tâm quyết Ngự Long thần công, nếu không có tiền, thì có thể lấy đồ cổ có giá trị tương đồng đến trao đổi. Võ đạo thế gia trong quy khư gần như đều tách biệt với thế giới bên ngoài, dự là không lưu hành tiền tệ bên ngoài. Nhưng tất cả gia tộc ở đây đều duy trì hơn ngàn năm rồi, nhất định có không ít kim ngân châu báu. Đôi mắt đẹp của Cung Nghê Thường nhìn chăm chú Lý Trạch Vũ với ánh mắt tràn đầy kính phục. Cô ấy có thể khẳng định, chỉ cần tin tức này truyền đi, sợ rằng các thế gia lớn kia sẽ kẻ trước người sau tranh giành trở thành người mua trước. Dù cho có người không muốn mua, cũng nhất định phải mua. Nếu không ai ai cũng biết Ngự Long thần công, chỉ người không mua không biết thì làm sao có thể đánh lại người ta. Lý Trạch Vũ quả thực là đang khuấy động cho nội bộ quy khư lục đục rồi chiếm lấy chốn bồng lai này. Mạc Trung Đường trầm giọng hỏi, nói, nhãi danh, tôi nhớ trước đây cậu từng nói, muốn luyện thành công Ngự Long thần công nhất định phải có tư chất siêu phàm, người bình thường dù cho có được tâm quyết thần công cũng vô dụng, đúng chứ? Lý Trạch Vũ nhún vai, nghịch ngợm cười, nói, dù gì mấy người đó cũng đâu có biết. Chiêu này của cậu đúng là ác độc. Mạc Trung Đường sống hơn 100 tuổi rồi, cũng chưa từng thấy trường hợp. Nào như Lý Trạch Vũ, tuổi còn trẻ mà đã mưu kế thâm hiểm quá. Một khi tin tức Ngự Long thần công được treo bán truyền đi, các thế gia lớn kia nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, từ đó sẽ rời khỏi gia tộc Tư Mã. Hơn nữa sau khi bọn họ bỏ ra số tiền lớn mua được thần công, thì sẽ giống như đang cầm một cuốn thiên thư không có chữ, ngoài nhìn ra thì chẳng làm gì được. Còn chưa hết. Một khi bọn họ tản ra, đối phó với người tộc bất tử sẽ không còn dễ dàng nữa. Hơn nữa Lý Trạch Vũ còn bảo Tiêu Cửu Minh ra ngoài lấy một số vũ khí nóng vào đây cung cấp cho tộc bất tử. Đây thật sự là kế khiến cả hai đều lưỡng bại câu thương. Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta chia làm ba hướng. Ông Mạc đi truyền tin, cứ nói 3 ngày sau tôi sẽ treo bán tâm quyết thần công ở núi Phượng Hoàng, người nào muốn mua thì hãy chuẩn bị sẵn tiền bạc. Ông Tiêu cũng xuất phát, nhớ là đừng lấy vũ khí tốt quá, mấy chục cây súng trường là được rồi. Vũ khí hạng nặng sợ là mấy thế gia cao cấp đó đỡ không nổi. Cuộc chém giết không hề tiếp tục. Một số kẻ của tộc bất tử kém may mắn gặp phải Thương Quan Vân, dẫn đến tử thương nghiêm trọng. Song cũng có một số võ đạo thế gia kém may mắn, ví dụ như Đệ Ngũ Nam, khi ông ta vừa dẫn người rời khỏi gia tộc Tư Mã không xa thì gặp phải nhóm tộc bất tử do Gu Sần dẫn đầu. Giết, không chừa một tên. Đệ Ngũ Nam mới đột phá cảnh giới, là cường giả có thực lực đạt đến thiên nhân cảnh, cho nên hoàn toàn không xem đối phương ra gì. Tuy nhiên ông ta không biết mình đã gặp phải người đứng đầu của tộc bất tử, cho nên rất nhanh đã phải trả giá cho sự khinh địch của bản thân. Gia chủ Đệ Ngũ, mấy con quái vật già đó quá khủng khiếp. Gia chủ Lỗ Gia, Lỗ Thái Thành ói máu, một cánh tay cứ thế bị bẻ gấy, nếu không phải được hai người của hai tộc đỡ thì sợ là ngay cả đứng cũng khó khăn. Xoẹt! Đệ Ngũ Nam rút bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, ý chí phấn khởi, nói. Lùi xuống hết đi. Để lão phu đi dạy dỗ ông ta. Nói rồi liền nhảy đến chỗ Gu Sần chém ra một luồng kiếm khí không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Âm ầm. Kiếm khí chém xuống khiến mấy viên đá dưới chân Gu Sần bay tung tóe,
mà ông ta chỉ cần phất tà áo một cái là cả người đã an toàn. Đệ ngũ nam kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ được trên đời này còn có người dễ dàng hóa giải kiếm khí của mình. Tiếp đến Gusen trưởng một trưởng chuẩn xác về phía đệ ngũ nam. Âm, một tiếng. Cơ thể đệ ngũ nam đứng không vững, cả người theo bản năng lao về phía Gusen, giống như bị lực gì đó hút tới trong vô hình. Chát chát. Rất may đệ ngũ nam phản ứng nhanh, ông ta đã cắm thanh trường kiếm xuống đất, nhờ đó mới có thể đứng vững lại. Đây là công pháp gì? Vẻ mặt đệ ngũ nam tỏ rõ sự kinh ngạc. Còn Gusen thì khinh bỉ nhìn đệ ngũ nam. Thứ ông ta vừa thi triển là tuyệt chiêu sau khi thân vương tộc bất tử đột phá lãnh ngộ được, thuật hút trong không khí, đợi ông ta học thành thạo tuyệt kỹ này rồi, thậm chí còn có thể hút máu từ xa. Quái vật, hãy chịu một kiếm của lão phu. Đệ ngũ nam là người có kinh nghiệm trăm năm, đã trải qua không ít sóng to gió lớn, rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái, lại lần nữa tấn công Gusen. Kè ngồ thanh trường kiếm trong tay đệ ngũ nam là được đúc từ vật liệu đặc biệt, tóc bay vào lưỡi là đứt. Chém sắt như chém bùn, nhưng lần này lại không được. Như ý, Gusen dùng hai tay đỡ trường kiếm, thét vang lên một tiếng, khóe miệng mọc ra hai cái răng nanh, không chần chừ cắn vào cổ của đệ ngũ nam. Đệ ngũ nam hoảng sợ, nhanh chóng buông bỏ trường kiếm trong tay rồi vội vàng trưởng một trường vào Gusen. Dầm, Gusen dùng hai tay chống đỡ, chỉ bị đẩy lùi lại mấy bước. Cường giả thiên nhân cảnh dốc toàn lực chiến đấu. Dù cho người đối đầu là Gusen cũng không dám xem thường. Chỉ là Gusen chỉ khựng lại vài giây, sau đó ông ta lại lướt nhanh qua, cơ thể ông ta lại áp sát vào đệ ngũ nam. Hai người ông một quyền tôi một cước, chưa đến một phút đã giao đấu hơn mười mấy chiêu. Gusen trúng hai quyền của đối phương, dựa vào cơ thể cường tráng nên chẳng đáng ngại. Đệ ngũ nam cũng trúng một quyền một cước, nhưng tình trạng của ông ta thì thê thảm hơn, máu từ khóe miệng chảy ra. Lục phủ ngũ tạng giống như đã bị đảo vị trí. Đi. Đệ ngũ nam biết rõ mình không phải là đối thủ của người ta, nhanh chóng chọn rút lui. Mệnh lệnh của ông ta vừa ban ra, đệ tử thế gia vốn đang bị người của tộc bất tử đánh liền chọn cách phát giò lên cổ chạy. Song cũng có vài người chạy chậm đã bị người của tộc bất tử hút cạn máu. Tốc độ bỏ trốn của đệ ngũ nam không kém, tuy nhiên vẫn bị một bóng người đuổi sát không buông, hơn nữa tốc độ người đó còn nhanh hơn ông ta một bậc. Ông chạy không thoát đâu. Giọng nói của Gusen như bùa chú đòi mạng. Mặc cho đệ ngũ nam có tăng tốc đến cực hạn, nhưng mà vẫn bị Gusen kéo. Gần khoảng cách từng chút một. Ở lại làm nô lệ cho bồn hoàng đi. Giọng nói Gusen lạnh lẽo xen lẫn chút phân khích. Máu tươi của cường giả là ngon nhất, hơn nữa còn có thêm một người hầu thực lực không tâm thường. Một công đôi việc. Ở trên đường núi lầy lội bùn đất có hai bóng người đang rượt đuổi nhau. Thấy Gusen sắp đuổi kịp. Đệ ngũ nam chỉ hận cha mẹ sinh mình không sinh dư cho mình hai cái chân. Đứng lại cho tôi. Gusen lạnh lùng hét một tiếng, ông ta ở phía sau dùng ra tuyệt chiêu cách không hấp thuật. Xoạt xoạt xoạt. Cơ thể đệ ngũ nam bay lượn giữa không trung, khựng lại, mất thăng bằng rơi xuống đất. Cũng đúng ngay lúc này, Gusen bỗng nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã áp. Sát đối phương. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đệ ngũ nam vận khí toàn thân đánh ra một quyền đầy uy lực. Gusen không dám sơ suất, nên cũng lấy công làm thủ mà đánh ra một quyền. Hai quyền mạnh va vào nhau, nhánh cây đã chết khô chung quanh văng tứ tung. Ai! Một tiếng kêu thảm theo đó vang lên, ngay sau đó đã nhìn thấy đệ ngũ nam lảo đảo lùi về sau mấy bước, cuối cùng ngã sóng xoài dưới đất. Gusen không dám chậm trễ, bay tới giữ đôi vai của đệ ngũ nam, sau đó không đợi đối phương phản ứng kịp, hai chiếc răng nanh dài đã cắn mạnh xuống. Á! Đệ ngũ nam mở to hai mắt, gân xanh trên trán nổi lên, sau đó mặc cho ông A vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Gusen. Thoáng chốc, trong mắt của đệ ngũ nam chỉ toàn là sự hối hận. Nếu như không phải do ông ta khinh địch, thì sao có thể rơi vào bước đường này? Ngoài hối hận ra thì còn có không cam tâm. Mới vừa lên làm gia chủ nhà đệ ngũ không lâu, còn chưa hưởng hết mùi vị quyền lực thì đã chết rồi. Còn Gusen thì đang tham lam hút máu tươi. Vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Hai người ôm nhau gần 10 phút. Ai Gusen hét lên một tiếng rồi mới từ từ buông đệ ngũ nam ra, đệ ngũ nam kiệt sức ngã xuống đất, đã không còn hơi thở nữa. Song Gusen đã để lại một giọt tinh huyết trong cơ thể ông ta, không bao lâu nữa ông ta sẽ tỉnh lại. Chỉ là lúc ông ta lại tỉnh lại thì sẽ không còn là loài người nữa, mà là một người có sức mạnh thiên nhân cảnh của tộc bất tử.
Cushion dùng một tay khiên cơ thể của đệ ngũ nam lên vai, xoay người quay về hội họp với người của mình. Không bao lâu sau, lại trôi qua một đêm, các đệ tử của các thế gia lần lượt quay về gia tộc Tư Mã. Thượng Quan Vân đang khoe khoang nhóm ông ta dẫn đi đã giết được bao nhiêu con quái vật, tận hưởng cảm giác được mọi người tung hô. Đột nhiên, Tư Mã Thừa Phong nhíu mày, hỏi, người anh em đệ ngũ nam còn chưa quay về nữa. Đúng ngay lúc này. Không xong rồi, không xong rồi. Lỗ Thái Thành mang đầy vết thương trên người được người ta dìu vào. Lỗ huynh, sao lại bị thương ra nông nổi này? Chẳng phải huynh cùng đi với lão ngũ sao? Người đâu? Mọi người thi nhau hỏi. Lỗ Thái Thành vô cùng đau đớn nói, đêm qua chúng tôi rời khỏi gia tộc Tư. Mã không lâu thì đã gặp một nhóm quái vật, chúng tôi không phải là đối thủ của đám đó, các đệ tử khác tử thương hơn một nửa. Không phải đó chứ, nghe thấy những lời này, Thượng Quan Vân tỏ vẻ mặt khinh thường nói, đám quái vật đó chỉ là một đám ô hợp, nếu như không phải chúng nó chạy. Nhanh thì tôi đã đuổi cùng giết tận rồi. Lỗ huynh, những con quái vật đó tuy có cơ thể cường tráng, nhưng cũng không thể khiến mọi người bị thương đến mức như vậy chứ. Bên cạnh lại có thêm một người chen vào nói. Đa số quái vật chúng tôi đều có thể ứng phó được, nhưng có một quái vật già vô cùng hung hăng, giao đấu với ông ta tôi không đỡ nổi 20 chiêu. Vừa nhớ lại cảnh giao đấu với Gusen, Lỗ Thái Thành liền cảm thấy lạnh sống lưng. Lời này khiến mọi người nửa tin nửa ngờ. Vẫn là Tư Mã Thừa Phong có đầu óc phán đoán, nói, tên đó rất có thể là người dẫn đầu của lũ quái vật kia, khó trách sao thực lực lại mạnh hơn hẳn những con quái vật khác. Gia chủ Tư Mã nói có lý. Người dẫn đầu của đám quái vật đó lợi hại vậy sao, ngay cả Lỗ huynh cũng không phải đối thủ của ông ta. Đúng rồi, gia chủ nhà đệ ngũ đâu? Lúc này có người lên tiếng hỏi tung tích của đệ ngũ nam. Đến giờ mọi người mới bắt đầu chú ý. Lỗ Thái Thành không phải là đối thủ của người cầm đầu đám quái vật kia, vậy đệ ngũ nam thì sao? Ông ta là cường giả thiên nhân cảnh chắc không đến mức bị đánh bại đâu nhỉ. Gia chủ đệ ngũ giao đấu với kẻ cầm đầu đám quái vật kia hơn 100 chiêu, cuối cùng vẫn là bị đánh bại rồi. Lỗ Thái Thành than thở, nói, sau khi ông ta ra lệnh bảo chúng tôi rút lui, thì một mình ông ta dẫn dụ lão quái vật già đó đi, chẳng lẽ ông ta còn chưa về sao? Lời này vừa nói ra, không khí trong nội đường lập tức trở nên căng thẳng. Đệ ngũ nam không phải là đối thủ của lão quái vật. Còn dẫn dụ lão quái vật đi một mình. Vẻ mặt Hách Liên Trì nghiêm nghị nói, gia chủ đệ ngũ chắc sẽ không. Xảy ra chuyện gì chứ? Chắc là không đâu. Thượng Quan Vân lắc đầu nói, hơn nữa dù cho những gì gia chủ Lỗ nói là thật, đệ ngũ tuy không địch nổi lão quái vật, nhưng nếu như đệ ngũ dốc lòng bỏ chạy, dù là chúng ta thì cũng đừng hòng có thể giữ chân được ông ta. Tư Mã Thừa Phong đồng ý nói, tôi cũng cảm thấy vậy. Có khả năng do đệ ngũ bởi vì nguyên nhân gì đó mới chưa quay lại, mọi người đừng có quá lo lắng. Thượng Quan Vân đề nghị nói, đêm hôm qua mọi người cũng mệt trời đã sáng, đám quái vật đó chắc sẽ không dám ra ngoài làm chuyện ác đâu, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Được, đi ngủ thôi. Mọi người nên nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối không biết chừng lại là một trận ác. Chiến. Đang lúc mọi người muốn đi nghỉ ngơi. Gia chủ. Một người rồi lại một người đệ tử xông vào. Chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Vội cái gì? Nói với người bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, sao nói hoài mà không nhớ vậy? Các gia chủ giáo huấn đệ tử của mình. Gia chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn như nào? Các đệ tử mạnh ai người đó thì thầm bên tai gia chủ của mình. Bọn người Tư Mã Thừa Phong và Thượng Quan Vân đều nhíu mày lại, đoán không ra chuyện gì có thể khiến đệ tử của các thế gia lớn kia vội vàng như vậy. Cái gì, có người muốn bán tâm quyết ngự long thần công? Vẻ mặt gia chủ nhà họ Hồng Hồng hữu lạc như không tin những gì mình nghe được. Lời nói khiến người ta kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng, vừa dứt câu, mọi người ở đó đều mở to hai mắt. Trong đó Hách Liên chỉ không kiên nhẫn hỏi, gia chủ Hồng, ông vừa mới nói gì thế? Mấy gia chủ có được tin tức này đều ông nhìn tôi nhìn ông, đều do dự. Không biết có nên đem tin tức này nói ra hay không? Tư Mã Thừa Phong không hài lòng nói, gia chủ Hồng, thế gia trong quy khư, trước nay như thể tay chân, chẳng lẽ còn có bí mật muốn che giấu chúng tôi? Sao? Hồng Hữu Lạc vội vàng phủ nhận nói, gia chủ Tư Mã đừng hiểu lầm, sao tôi lại có chuyện giấu mọi người chứ? Vậy ông nhanh nói đi, cái gì mà tâm quyết ngự long thần công? Hách Liên Trì thối thúc nói. Hít sâu một hơi, Hồng Hữu Lạc ngại ngùng nói, là như vậy,
vừa rồi đệ tử của tôi nhận được bồ câu truyền thư, nội dung thư viết rằng sau 3 ngày ở núi Phượng Hoàng sẽ treo bán tâm quyết ngự long thần công, chỉ cần có tiền, ai cũng có thể mua được. Đệ tử của tôi cũng nhận được phi tiễn truyền thư, chỉ là không biết do người nào đưa tới thôi. Đệ tử của tôi cũng nhận được, những gia chủ khác cũng không che giấu, nói ra một năm một mười. Tư Mã Thừa Phong và Thượng Quan Vân, cả Hách Liên chỉ đối mắt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Theo như bọn họ được biết, hình như chỉ có võ đạo yêu nghiệt Lý Trạch Vũ kia là luyện được ngự long thần công. Chẳng lẽ trên đời này vẫn còn có người biết sao? Tư Mã Thừa Phong trầm giọng nói, bất luận là như thế nào, 3 ngày sau sẽ biết được đối phương là thần thánh phương nào. Thượng Quan Vân híp đôi mắt lại, cười lạnh lùng nói, mặc kệ là thần thánh phương nào, cũng không thể nào dùng cách bán để trà đạp môn thần công này đúng không? Thượng Quan Huynh nói có lý. Hách Liên chỉ gật đầu phụ họa theo. Nếu như ai ai cũng biết, vậy thì sao còn được gọi là thiên hạ đệ nhất thần công chứ? Hiển nhiên, 3 người kia nhất định sẽ không đồng ý cho tất cả mọi người đều luyện được ngự long thần công rồi. Một đêm giết chóc chấm dứt. Toàn bộ tộc bất tử đều rơi vào ngủ say nhưng Gusen lại không hề cảm thấy buồn ngủ một chút nào. Bởi vì cho đến bây giờ McKittrick vẫn chưa quay lại, rốt cuộc tên này chết ở đâu rồi. Trong lúc mơ hồ suy đoán, Gusen nghi ngờ tên tâm phúc trung thành nhất này có vẻ đã giữ nhiều lành ít. Cũng không phải ông ta quan tâm đến sống chết của McKittrick mà ông ta chỉ lo lắng McKittrick sẽ thua ở trong tay Lý Trạch Vũ. Đối với tên nhân loại đặc biệt này, Gusen thật sự không muốn đối địch với hắn. Nếu bỏ qua mối quan hệ giữa Lý Trạch Vũ và Angela thì còn có một lý do là bởi vì ông ta không phải là đối thủ của người ta. Vì vậy, ông ta đến nước hạ cũng chỉ dám lén la lén lút. Vô địch, vô địch, Cushion gọi vài tiếng. Cùng vô địch đã ngủ say bỗng nhiên mở mắt, đi ra trước vài bước, huyết hoàng, sao ông còn chưa ngủ? Vô địch à, bổn vương có một số điều muốn nói với cậu. Cushion vẫy vẫy tay, ý bảo ông ta ngồi xuống. Cùng vô địch hơi ngơ ngác. Không hiểu tại sao vị huyết hoàng đại nhân này lại muốn nói chuyện với mình. Vô địch à, có phải cậu hận bổn vương vì bổn vương đã biến cậu thành tộc bất tử không? Không đâu. Cung vô địch vội vàng lắc đầu. Cho dù có ông ta cũng không dám nói ra. Cu sần tâm như gương sáng, trầm giọng nói, thực ra, nếu cậu suy nghĩ kỹ lại, sau khi trở thành tộc bất tử, cậu có thể hưởng thụ sự bất tử và trẻ mãi không già, còn về ánh sáng mặt trời. Ha ha. Chờ đến khi có được hoa trường sinh thì bổn vương nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Nghe vậy, trong lòng cung vô địch thầm cười lạnh. Trò vẽ bánh nướng thế này trước kia ông ta cũng dùng không ít rồi, Gusen còn chưa vẽ tốt bằng ông ta. Nghĩ tới nghĩ lui, trên mặt cung vô địch lại làm ra vẻ kích động không thôi biểu tình, đa tạ huyết hoàng, sau này tôi nhất định sẽ trung thành và tận tâm với huyết hoàng. Gusen hài lòng gật đầu, nói, có lẽ McKittrick đã rơi vào tay quân đế rồi, bổn vương hỏi cậu. Tên đó có biết hoa trường sinh nằm ở bên trong quy khư không? Chắc là hắn ta không biết đâu. Cung vô địch không chắc chắn nói. Chắc là, mặt Gusen lộ ra vẻ nghiêm nghị. Nếu như Lý Trạch Vũ cũng đi tới quy khư thì đến lúc đó chắc chắn ông ta sẽ xảy ra mâu thuẫn với hắn. Vừa nghĩ đến thực lực sâu không lường được của đối phương, Gusen bắt đầu cảm thấy không rét mà run. AI! Trong khi hai người họ đang nói chuyện, một tiếng hét lớn vang vọng trong huyệt động. Có chuyện gì vậy? Ồn ào cái gì thế? Có để cho người ta ngủ hay không đây? Rất nhiều tộc bất tử bị đánh thức. Mọi người nhìn lại nơi phát ra tiếng kêu, chỉ thấy đệ ngũ nam vốn dĩ đã chết từ lâu giờ đang ngồi thẳng người, ngửa đầu há miệng, hai cái răng nanh từ từ dài ra, trông có vẻ rất thống khổ. Trong phút chốc, hai mắt Gusen sáng ngời. Đưa máu tươi cho ông tai. Theo lệnh của Gusen, lập tức có một người tộc bất tử đưa một bình máu tươi đỏ tươi cho đệ ngũ nam. Hừ hừ, đệ ngũ nam uống máu tươi xong thì hoàn toàn tiến vào trạng thái cuồng hóa, một lồng khí thế mạnh mẽ bao trọn núi sông lan tỏa từ cơ thể ông ta. Mạnh quái đáng sợ thật. Tộc bất tử đứng xung quanh cảm thấy da đầu tê dại, tất cả đều bị khí thế trên người đệ ngũ nam làm cho sửng sốt. Chỉ có Gusen càng trở nên kích động hơn, vốn dĩ đệ ngũ nam đang có thực lực ở cảnh giới thiên nhân, hiện giờ đã biến thành tộc bất tử nên tất nhiên thực lực cũng không hề thua kém McKittrick có được thực lực thân vương. Chỉ cần biến một ít nhân loại mạnh mẽ thành tay sai của mình thì ông ta còn sợ gì quân đế chứ? Dần dần, đệ ngũ nam đã tỉnh táo lại, nhìn thấy thân thể của mình biến thành dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thì phản ứng đầu tiên chính là hoảng sợ, tiếp theo chỉ còn lại sự phẫn nộ.
lão già quỷ quái kia, ông dám hại tôi. Đệ ngũ nam tung người đánh về phía Gusen, trực tiếp phát động công kích. 2. Gusen quát to một tiếng, trên người phát ra khí thế càng thêm khủng bố. Trong phút chốc, bước chân của đệ ngũ nam dừng lại, trong lòng ông ta không hiểu sao lại xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi, thậm chí còn có cảm giác muốn quỳ gối thờ phụng Gusen trước mặt. Đây chính là sức ép từ huyết mạch. Gusen có thể trở thành huyết hoàng của tộc bất tử thì rõ ràng ngoại trừ thực lực cường đại, trên người ông ta còn chảy huyết dịch thuần khiết nhất, có thể làm kinh hãi tất cả tộc bất tử trên thế giới này. Gusen nhìn từ trên cao xuống, mở miệng, hoan nghênh gia nhập đại gia đình tộc bất tử. Đệ ngũ nam không dám thở mạnh, vẻ mặt rất phức tạp. Gusen nở nụ cười vô hại. Bổn hoàng muốn biến mảnh đất này thành lĩnh vực của tộc bất tử cho nên bổn hoàng cần cậu trợ giúp. Sắc trời bất chi bất giác tối dần, không khí trong gia tộc Tư Mã bắt đầu trở nên căng thẳng. Bởi vì các gia tộc lớn đều biết, rất có thể quái vật đã hành động. Hãy xốc lại tinh thần tỉnh táo cho tôi, nếu có bất kỳ sự việc gì xảy ra dù là nhỏ nhất cũng phải gọi người ngay lập tức. Tư Mã Thừa Phong hạ mệnh lệnh bắt buộc. Có thể đánh bại lão quái vật đệ ngũ nam, làm cho ông ta và mấy người thượng quan vân đều có chút kiêng kỵ. Tư Mã huynh, tôi sẽ xuất phát trước. Thượng quan vân chắp tay, phía sau là một đám đệ tử của các gia tộc đi theo. Tư Mã Thừa Phong cũng ôm quyền đáp lễ, cẩn thận nhé, có bất kỳ tình huống nào xảy ra đột ngột, hãy phái người thông báo ngay lập tức cho chúng tôi. Hiểu rồi. Nói xong Thượng quan vân vung tay lên, dẫn đám người chậm rãi rời đi. Không lâu sau, Tư Mã Thừa Phong dặn dò tất cả công việc sau đó cũng chuẩn bị dẫn người đi tìm tung tích của tộc bất tử nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng ông ta có một dự cảm không tốt. Và nó càng ngày càng mãnh liệt. Chờ tôi một chút. Tư Mã Thừa Phong dặn dò với mọi người một tiếng rồi lập tức một mình đi về phía thiên viện. Một lát sau, Tư Mã Thừa Phong vừa tới thiên viện thì trước cửa lớn đã có hai ông lão tiến lên ngăn cản đường đi của ông ta. Ở gia tộc Tư Mã lại có người dám ngăn cản gia chủ, nếu bị người ta nhìn thấy e là giật mình đến rớt cả cằm mất. Nhưng Tư Mã Thừa Phong không tỏ ra bất mãn, thay vào đó, ông ta nắm lấy tay của hai ông lão tuổi tương đương, chắp tay thi lễ, hai vị đường đệ, tôi có một việc quan trọng cần gặp lão tổ, làm phiền hai người báo cho tôi một tiếng. Gia chủ, qua nhiều năm như vậy lão tổ đã còn quan tâm đến sự thật nữa rồi nên ông ấy sẽ không sẽ gặp ai khác. Trong đó một ông lão cũng không thèm lấy lòng vì Tư Mã Thừa Phong là gia chủ, mà ngược lại, trong giọng nói ông ấy mang theo một chút lạnh lùng. Tư Mã Thừa Phong cau mày, muốn nói lại thôi. Một ông lão khác nhẹ nhàng khoát tay, hỏi Tư Mã Thừa Phong, gia chủ, đêm hôm khuya khoát thế này ông còn tới tìm lão tổ có phải là vì xảy ra chuyện lớn gì không? Đúng là có chuyện lớn, nếu không tôi cũng không dám làm phiền lão tổ. Tư Mã Thừa Phong thở dài, thành thật nói, thế giới bên ngoài đang có một đám quái vật xâm nhập vào. Nghe lời ông ta nói, sắc mặt hai ông lão lập tức nghiêm trọng hẳn lên. Ông lão trước đó ngang ngược nói, gia chủ, tuy rằng tôi chưa từng nghe tới những quái vật kia nhưng ông cũng đã nói rồi, thực lực của bọn họ cũng không cường đại, bởi vì việc này mà làm phiền lão tổ có lẽ không phù hợp đâu. Tư Mã Thừa Phong thở dài, nói, tôi cũng chỉ là muốn chuẩn bị trước nên muốn báo cáo với lão tổ trước thôi. Đến nay đệ ngũ nam vẫn chưa trở về, ông ta và Hách Liên chỉ cùng với Thượng Quan Vân đều nghi ngờ rất có thể tên kia gặp phải chuyện không may rồi. Người có thể chém giết một lão quái vật như đệ ngũ nam thì bọn họ không thể khinh thường được. Một ông lão khác trấn an nói, gia chủ, sự việc vẫn chưa tới mức ông không thể khống chế, bây giờ hãy tránh làm phiền lão tổ là tốt nhất, cuối cùng, dù sao ông cũng hiểu rõ tính cách của lão tổ mài. Được rồi, vậy tôi đi trước. Tư Mã Thừa Phong lại ôm quyền thi lễ rồi mang theo thất vọng rời đi. Trong màn đêm, ánh sao lấp lánh. Hơn 100 người chia ra tìm kiếm các tòa sán đầu ở gần nhau, cầm đầu là Thượng Quan Vân thì đang ngồi ở trên lưng ngựa nghỉ ngơi, nhìn qua trông rất có dáng vẻ của lãnh đạo. Thượng Quan gia chủ, chúng tôi không tìm thấy gì cả. Chúng tôi cũng không tìm thấy gì. Rất nhanh, tất cả đệ tử của các gia tộc lần lượt trở về. Thượng Quan Vân nhẹ nhàng gật đầu, phân phó nói, tiếp tục đi về phía trước, đến đỉnh núi kế tiếp tìm. Đi. Dứt lời ông ta cưỡi ngựa đi đầu. Một đám đệ tử gia tộc nhanh chóng chạy bộ đuổi theo. Sau khoảng nửa nén nhang, ngay khi một đám người chuẩn bị tiến hành lục soát ngọn núi kế tiếp thì đột nhiên, một bóng người chắn ở phía trước Thượng Quan Vân. Người nào? Có người cầm đuốc tiến lên xem xét. Là tôi.
Người nọ vừa đáp lại vừa đi về phía mọi người. Là đệ ngũ lão đệ. Thượng quan Vân có thị lực kinh người nên lập tức thấy rõ người đang tiến lại gần họ chính là đệ ngũ nam, người đã biến mất suốt một ngày một đêm. Gia chủ! Gia chủ, ông có sao không? Có mười mấy đệ tử của gia tộc đệ ngũ nhao nhao chạy tới nghênh đón đệ ngũ nam. Gia chủ biến mất làm cho bọn họ giống như mất đi trụ cột dựa vào, nên ngay khi nhìn thấy đệ ngũ nam xuất hiện, bọn họ bỗng có cảm giác mất mà tìm lại được. Tôi có thể có chuyện gì được chứ? Đệ ngũ nam phong khinh vân đạm đi tới trước mặt mọi người. Thượng quan Vân xuống ngựa trước, lộ ra vẻ quan tâm, đệ ngũ lão đệ, suốt một ngày một đêm qua ông đã đi đâu thế? Lỗ Thái Thành nói rằng ông đã bị một con quái vật truy sát, ông có sao không? Đa tạ thượng quan huynh đã quan tâm. Thượng quan Vân lập tức chuyển đề tài, giải thích, đêm qua sau khi tôi cho mọi người rời đi thì quái vật đó thực sự đã đuổi theo tôi, may mắn là tôi khá quen thuộc với địa hình ở đây nên cuối cùng đã thoát khỏi nó. Đệ ngũ lão đệ, con quái vật đó thực sự mạnh như vậy sao? Cho đến giờ phút này Thượng quan Vân mới hoàn toàn tin vào lý do thoái thác của Lỗ Thái Thành, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Đệ ngũ nam cười nhạt, nói, tôi biết Thượng quan huynh đang lo lắng cái gì, thực lực tên quái vật kia quả thật khỏe hơn tôi nhưng nếu tôi và Thượng quan huynh liên thủ thì chắc chắn có thể dễ dàng tiêu diệt ông ta. Hô! Nghe vậy, tảng đá treo trong lòng Thượng quan Vân mới có thể thả xuống. Thượng quan huynh, ông đang dẫn người đi tìm tung tích của những quái vật kia sao? Đệ ngũ nam hỏi. Thượng quan Vân gật đầu nói, đúng vậy, một ngày không đuổi tận giết tuyệt những quái vật kia, quy khư chúng ta sẽ không bao giờ có một ngày yên bình. Vậy tôi cũng không thể ngồi yên được. Đệ ngũ nam lập tức vẫy tay với đệ tử của gia tộc đệ ngũ, các cậu đi theo tôi. Thượng quan Vân vội vàng ngăn cản nói, đệ ngũ lão đệ, suốt một ngày một đêm qua chắc ông đã không được nghỉ ngơi nhiều, về gia tộc Tư Mã nghỉ ngơi một đêm đi. Đúng vậy, gia chủ. Ông nên về nhà nghỉ ngơi trước đi. Những người trong tộc đều lo lắng cho ông trở về cũng sẽ làm họ an tâm. Hơn 10 đệ tử của gia tộc đệ ngũ lần lượt khuyên bảo. Đệ ngũ nam không lay chuyển được, chỉ có thể giả bộ làm ra một chút khó xử, sao tôi lại có thể không biết xấu hổ mà quay về nhàn rỗi như vậy được. Cái này có gì phải xấu hổ? Thượng quan Vân khoát tay nói, sau này có thể sẽ phải chiến đấu gay gắt hơn nữa, ông phải nghỉ ngơi tốt. Nói xong ông ta ra lệnh cho một nhóm đệ tử gia tộc, đêm nay các cậu cũng không cần tham gia hành động đâu, đưa đệ ngũ nam trở về nghỉ ngơi đi. Nếu như vậy, tôi cũng không làm kiêu nữa. Đệ ngũ nam đồng ý. Thượng quan Vân chỉ vào ngựa của mình, ông cưỡi ngựa của tôi đi. Đa tạ thượng quan huynh. Đệ ngũ nam xoay người lên ngựa, trước khi đi nói với thượng quan Vân, thượng quan huynh, vừa rồi tôi nhận thấy có động tĩnh ở trong rừng trúc phía trước. Vốn dĩ định đi qua xem thì không khéo gặp mọi người trước, tôi nghĩ ông nên dẫn mọi người đi xem xét. Được. Thượng quan Vân gật đầu đáp lại. Đi thôi. Đệ ngũ nam cưỡi ngựa chậm rãi rời đi, một đám đệ tử của gia tộc đệ ngũ theo sau. Ban đầu thượng quan Vân không muốn đi bởi vì ông ta sợ đụng phải tên quái vật trong lời đệ ngũ nam. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, bên cạnh mình có nhiều người như vậy, cho dù thật sự gặp phải tên quái vật kia thì với thân thủ của ông ta, nếu muốn rời. Đi thì khắp thiên hạ có ai có thể ngăn cản được ông ta chứ? Hơn nữa nếu như có thể giết chết thêm một số quái vật thì ông ta sẽ có uy tín hơn trước mặt các gia tộc lớn. Nghĩ vậy, Thượng quan Vân xung phong đi đầu, đi, mọi người cùng đi rừng trúc phía trước nhìn xem. Mọi người nhanh chóng đuổi theo bước chân của hắn. Cùng lúc đó, vu, đệ ngũ nam dẫn theo hơn 10 đệ tử của gia tộc đệ ngũ đi xa tâm mấy dặm đường thì đột nhiên dừng ngựa lại. Gia chủ, sao lại dừng lại? Có người khó hiểu hỏi. Đệ ngũ nam vẫy tay, nói, các cậu đến đây, tôi có việc muốn nói với các cậu. Mọi người không nghi ngờ gì, nhao nhao tiến lại gần. Nhưng đúng lúc này, đệ ngũ nam đột nhiên ra tay. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy ông ta ngưng tụ ngón tay, với tốc độ nhanh như chớp, ông ta điểm vào cơ thể của mỗi đệ tử xung quanh. Gia chủ, ông làm gì thế? Gia chủ, ông muốn làm gì với chúng tôi vậy? Gia chủ. Tất cả các đệ tử của gia tộc đệ ngũ đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn không ngờ đệ ngũ nam sẽ đột nhiên phong bế huyệt. Đạo của bọn họ nên họ bắt đầu cảm thấy hoang mang. Khóe miệng đệ ngũ nam nhếch lên một nụ cười tà ác, hỏi, các cậu có trung thành với tôi không? Gia chủ, chúng tôi chắc chắn sẽ trung thành và tận tâm với ông. Đúng vậy, chúng tôi thề sống chết cũng trung thành với gia chủ,
trung thành với gia tộc Đệ Ngũ. Mọi người lần lượt bày tỏ thái độ. Đệ Ngũ Nam hài lòng cười nói, đó là các cậu tự nói, thề sẽ trung thành với tôi. Tiếng nói vừa dứt, a, à, hét khẽ một tiếng, chỉ thấy khóe miệng Đệ Ngũ Nam kéo dài ra hai cái răng nanh. Mẹ nói vậy mà gia chủ biến thành quái vật rồi. Tất cả các đệ tử của gia tộc Đệ Ngũ đều ngạc nhiên, muốn chạy trốn nhưng vì các huyệt đạo trên cơ thể bị phong ấn. Gia chủ đừng mài. Gia chủ, ông bình tĩnh một chút, chúng tôi là người trong tộc của ông. A, à, hơn 10 đệ tử của gia tộc Đệ Ngũ lần lượt ngã xuống đất, Đệ Ngũ Nam giơ tay lau máu ở khóe miệng. Ông ta không giết chết những người này, mà là để một giọt máu tươi trong cơ thể của họ. Không bao lâu nữa, những người này sẽ trở thành tộc bất tử giống như ông ta. Mục đích của Đệ Ngũ Nam chính là muốn biến tất cả người của gia tộc Đệ Ngũ thành tộc bất tử, để họ vĩnh viễn thần phục ông ta. Đầu kia, Thượng Quan Vân dẫn người đi tới rừng trúc trong miệng Đệ Ngũ Nam. Xoạt xoạt xoạt, trong rừng trúc truyền đến tiếng bước chân. Quả nhiên có quái vật. Thượng Quan Vân cao giọng hô, tất cả mọi người cảnh giác, đừng để một con quái vật nào thoát khỏi. Vừa dứt lời, một đám người tộc bất tử từ trong rừng trúc vọt ra, ít nhất cũng phải hơn 200 tên. Khóe miệng Thượng Quan Vân hơi co rút vài cái. Trong tình hình như vậy, không phải là họ không để cho quái vật chạy trốn mà là quái vật không để cho họ chạy trốn. Giết! Giết! Ngay lúc sau hai bên đã kịch liệt chiến đấu. Khí thế như cầu vồng, Thượng Quan Vân trong nháy mắt đã chém chết mấy tên tộc bất tử. Ngay khi ông ta đã dương dương đắc ý chuẩn bị tiếp tục giết chóc thì đột nhiên ngửi thấy một luồng khí tức cực kỳ khủng bố. Cu Sần như quỷ xuất hiện ở trước mặt Thượng Quan Vân, ngoan ngoãn làm tay sai cho bồn hoàng đi. Ở nơi cao nhất của rừng trúc, Lý Trạch Vũ xuất quỷ nhập thần mang theo cung nghê thường xuất hiện ở đây, hứng thú nhìn hai bên kịch liệt giao chiến phía dưới. Ông lão quỷ này đúng là đủ thông minh mà, Lý Trạch Vũ hắc hắc gượng cười. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng Cu Sần lại biết tính toán như thế, vậy mà ông ta còn biết biến kẻ thù thành người của mình. Mộ Uyệt hắn lúc trước còn lo lắng tộc bất tử sẽ không đánh lại gia tộc võ đạo trong quy khư. Chắc chắn cha tôi cũng ở phía dưới. Cung Nghê Thường lo lắng thỉnh cầu, hiện giờ có thể cứu cha tôi ra không? Lý Trạch Vũ búng tàn thuốc, thản nhiên nói, chờ một chút đã. Cung Nghê Thường lo lắng nói, thực lực của những người trong gia tộc võ đạo không yếu, cha tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cô ở đây đừng chạy lung tung. Thấy cô ấy lòng nóng như lửa đốt. Lý Trạch Vũ chỉ có thể đồng ý, sau đó lập tức lấy ra một mặt nạ da người đã chuẩn bị từ trước đó để cô ấy đeo. Cung Nghê Thường chân thành nhắc nhở, cảm ơn, chính anh cũng cẩn thận nhé. Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Nói xong, Lý Trạch Vũ biến mất mà không để lại dấu vết. Cùng lúc đó, tộc bất tử có huyết dịch kích thích nên càng đánh càng hăng, cả hai bên chiến đấu ngày càng quyết liệt, các đệ tử của các gia tộc ẩn giật đã chịu thương vong nghiêm trọng. Cả hai bên đều ăn ý, nhường ra không gian chiến đấu cho Cu Sần và Thượng Quan Vân. Lão quái vật, ăn một đao của tao đi. Đao lớn trong tay Thượng Quan Vân hiện lên một đạo hàn quang, thế như mãnh hổ đâm thẳng vào Cu Sần. Xoẹt xoẹt ti. Áo choàng của Cu Sần vung lên, tia sáng vô hình của đao ngay lập tức tan biến. Điều này làm cho Thượng Quan Vân lắp bắp kinh hãi. Mặc dù lúc trước đã biết được thực lực của Cu Sần không tầm thường, ngay cả Đệ Ngũ Nam cũng không phải là đối thủ cho nên ông ta cũng không dám khinh thường đối phương chút nào. Nhưng bây giờ mới phát hiện mình vẫn đánh giá thấp thực lực của lão quái vật này. Vèo. Trong chớp mắt, Cu Sần đã đến gần trước mặt Thượng Quan Vân, hai cánh tay cứng như sắt thép đồng thời nắm chặt vào vai của Thượng Quan Vân. Kê ngồ. Phản ứng của Thượng Quan Vân đã đủ nhanh, ông ta cầm đao ngăn cản một bên tay nhưng vai trái vẫn móng vuốt của Cu Sần cào cho rách. Áp. Máu thịt và xiêm y bị cào đứt, trong miệng Thượng Quan Vân phát ra một tiếng kêu rên, lập tức không để ý đau đớn trên người nữa mà thu đao chém ngang ra. Bang! Cu Sần không dám đối mặt trực diện với đòn đánh này, ông ta ngửa về phía sau để dễ dàng tránh né, đồng thời đá mạnh vào phần dưới của Thượng Quan Vân. Thượng Quan Vân nhấc chân ngăn cản, đao lớn trong tay đột nhiên đổi từ chém ngang thành chém dọc. Xoạt! Cu Sần bị đánh trở tay không kịp, trước ngực bị rạch ra một vết cắt. Nhìn thấy cảnh này, Thượng Quan Vân không khỏi mừng rỡ. Dù đối phương mạnh nhưng ông ta vẫn không phải là không thể đánh thương. Lão quái, đi chết đi. Thượng Quan Vân đầy uy lực, liên tiếp đưa ra hơn 10 cú đánh, mỗi nhát đao đều mạnh mẽ hơn nhát trước. Ôi! Cu Sần chật vật lui về phía sau chừng 10 bước,
hét lớn một tiếng tiến vào trạng thái cuồng hóa. Ông ta nổi giận rồi. Keng! Đao của Thượng Quan Vân bị Gusen nằm chặt trong lòng bàn tay, trình diễn một màn dùng tay không nằm lưỡi đao. Keng keng, một tiếng, đao lớn bị chặt đứt. Thượng Quan Vân hít một hơi lạnh, sau một cú đấm mạnh mẽ không trúng, ông ta muốn rút lui nhưng đáng tiếc Gusen không để cho ông ta cơ hội đó. Thình thịch, Gusen chế trụ cổ tay Thượng Quan Vân rồi lập tức dùng sức kéo, Thượng Quan Vân bị kéo mạnh đến trước mặt của ông ta. A! À, thấy hai cái răng nanh sắp đâm về phía cổ của mình, Thượng Quan âm thầm dùng mình một cái, sử dụng tất cả mọi cách giấy thoát ra khỏi tay Gusen, sau đó quyết định chọn chạy trốn thật nhanh. Muốn chạy à? Gusen khinh thường cười lạnh, tung người đuổi theo ngay sau. Khi Thượng Quan Vân chạy trốn, đệ tử của các gia tộc võ đạo cũng mất đi ý chí chiến đấu, bắt đầu phá vòng vây rút lui từ các hướng khác nhau. Không ai để ý, một khuôn mặt lạ lẫm đang trà trộn vào giữa đội ngũ hai bên. Cung Vô Địch nhận thấy có người tới gần mình thì lập tức buông tha không truy sát đệ tử gia tộc nữa mà cảnh giác đánh giá bốn phía. Bạch! Đột nhiên có người túm lấy cánh tay ông ta. Cung Vô Địch kinh hãi, theo bản năng đánh một quyền tới. Thình thịch! Nắm tay giống như bị kìm kẹp, mặc cho ông ta làm thế nào cũng không thoát ra được. Con gái ông bảo tôi tới, đi theo tôi. Một thanh âm vang lên từ bên tai. Cung Vô Địch nghe ra chủ nhân của giọng nói này chính là Lý Trạch Vũ thì địch ý trên người lập tức tản đi. Nghe thường đâu? Đừng hỏi nhiều như vậy, đi theo tôi. Lý Trạch Vũ kéo ông ta lặng lẽ rời đi mà không để lại dấu vết. Một lát sau, hai người trở lại nơi cao nhất của rừng trúc. Chát! Khi Cung Nghe Thường nhìn thấy cha mình thì đôi mắt của cô ấy lập tức đỏ bừng, trực tiếp vào vòng tay của Giang Vô Địch. Cung Vô Địch nhẹ nhàng vỗ sau lưng con gái. An ủi nói, đừng khóc, cha không sao. Tâm trạng của bố con mất một lúc mới ổn định lại được. Lý Thiếu Hiệp, lúc trước là Cung Mỗ không đúng, bây giờ tôi xin lỗi cậu. Cung Vô Địch khom người ôm quyền với Lý Trạch Vũ, thái độ thành khẩn. Lý Trạch Vũ chỉ là tùy ý gật đầu, ngay cả nói cũng lười nói. Hiển nhiên, trong lòng hắn vẫn còn ác cảm với Cung Vô Địch. Nếu không phải hắn mềm lòng, nể tình Cung Nghê Thường hiếu thảo thì hắn đã mặc kệ sống chết của Cung Vô Địch rồi. Cung Nghê Thường kéo cánh tay Cung Vô Địch, đề nghị, cha, chúng ta đi mau thôi. Nhưng mà Cung Vô Địch lại cười khổ một tiếng, nói, Nghê Thường, con đi cùng Lý Thiếu Hiệp đi, cha sẽ không đi đâu. Cha đừng nghĩ đến việc trường sinh bất lão nữa, cuộc đời đã đủ dài, chúng ta phải biết thỏa mãn. Cung Nghê Thường tận tình khuyên nhủ. Cung Vô Địch có chút bất đắc dĩ thở dài, cha biết nhưng tất cả đều đã muộn rồi. Muộn ư, Cung Nghê Thường giật mình. AP. Chỉ thấy Cung Vô Địch tiến vào trạng thái cuồng hóa, trong miệng ông ta lộ ra hai cái răng nanh nhọn. Chát. Thấy một màn này, Cung Nghê Thường chỉ cảm thấy mình như bị sét đánh. Ngược lại Lý Trạch Vũ không cảm thấy bất ngờ mấy, dù sao trước đó hắn cũng đã dự liệu được rồi. Cung Vô Địch vô cùng hối hận nói, cha đã biến thành một con quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi nên cha không thể đi cùng các con. Vật họp theo loài, người họp theo bầy. Ông ta hiểu được bây giờ mình như vậy mà xuất hiện ở trong nhân loại sẽ chỉ là một con quái vật thôi, giờ chỉ có thể hòa mình vào với những tên trong tộc bất tử kia thôi. Chát! Cung Nghê Thường che miệng nghẹn ngào, vẻ mặt hối hận và tự trách. Chính việc cô ấy để lộ ra hoa trường sinh nên Cung Vô Địch mới biến thành dạng như ngày hôm nay. Cô ấy cảm thấy mình đã làm hại cha mình. Nhìn thấy con gái tự trách, Cung Vô Địch trấn an nói, con bé ngốc. Mọi thứ không phải lỗi của con, muốn trách thì trách cha thôi. Không, tất cả là lỗi của con. Hai mắt Cung Nghê Thường đầm lệ, đột nhiên cô ấy nhìn về phía Lý Trạch Vũ. Cô đừng nghĩ đến việc giành hoa trường sinh. Có vẻ Lý Trạch Vũ đã đoán được Cung Nghê Thường muốn nói gì vì thế lập tức mở miệng cảnh cáo đối phương trước. Trong lòng Cung Nghê Thường lạnh đi một chút, không cam lòng nói, anh cũng không phải tộc bất tử, lấy hoa trường sinh cũng vô dụng, vì sao? Không thể. Đối với tôi thì vô dụng nhưng đối với người tôi quan tâm thì hữu dụng. Giọng điệu của Lý Trạch Vũ cực kỳ kiên định. Hoa trường sinh là thuộc về Angela, ai dám cướp, hắn lập tức giết người đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.